Rồi, hôm nay là giải cứu ba trứng cuối cùng nha. Hello em nha, hello. Hello mọi người. Cá đâu mà tặng, trời ơi, sao mới vô mà kêu tôi tặng cá không à. Nè, con này nó bị sát nè, tôi đang giải cứu mấy bé vịt. Đang giải cứu mấy bé vịt mà bị sát nè. Hello mọi người. Bấm thích màn hình giúp mình đi. Ui chà. Nó nở được hai con nữa rồi đó, còn có 5 trứng. Mấy này nó lâu lắm nha, là bị gì, là có nghĩa là nó bị khô của em, có nhiều trứng á, nó bị khô sẵn ở ngoài tiệm, cái mình mua gì cái nó chậm, nó cái tới mình ấp nó cái nó bị khô, nó ra không nổi, mình không giải cứu nó là nó không ra được luôn á. Cho nên bây giờ mình phải giải cứu nó nè, nên live stream chơi với mọi người để xem cảnh mà cho nó nở này. Nó khô hết trơn rồi bạn ơi, khô ráp rồi, nó bị khô rồi, chứ mình để hoài như là tới sáng luôn nó cũng không nở được luôn, tại nó khô, nó hết mắc sức rồi, nó yếu rồi. Cho nên mấy cái trứng này á, mà nó mà nở ra nuôi nó cũng cũng chua lắm á các bạn, chua lắm luôn á nha. Nuôi xong rồi mình mà, ví dụ như bạn nào mà muốn muốn có một, đúng rồi, là chỉ có trứng, là có trứng vịt lộn luôn, đúng rồi, là từ từ trứng vịt lộn mà mình ấy đó, là trứng hộp vịt lộn mà mình ấp ra nè, chứ mình đâu có mua vịt lạc đâu. Là trứng hộp vịt lạc nha, là trứng hộp vịt lộn mình mua, mình giải cứu nó. Cho nên mọi người ủng hộ bé dịch bằng cách bấm tim đi mọi người, bấm 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 màn hình giúp mình đi đó, để mà giải cứu bé dịch này nè. Cái này là nó bị sát cho nên mình mới phải bóc mấy cái vỏ này ra phụ nó nè mọi người, mà không không dám bóc mạnh, nó bóc nhẹ nhẹ cơ. Nó tới 3 trứng, nó bị khô luôn á mọi người ơi. Chào mọi người nha, chào mọi người trở lại kênh của mình nha. Mọi người ghé qua thì nhớ để lại cho mình một follow, một vài tim cho làm động lực nha mọi người. Đây nè, nó gì chưa? Đó. Được em qua nhà anh là anh tặng em một bé về nuôi luôn đó, chứ nhiều, anh đâu có nuôi nhiều đâu, anh nuôi có một con mà bà. Chào Yumi. Anh chỉ nuôi có một con duy nhất thôi, mấy con này là ban đầu là anh ấp tới 10 trứng lận. Mà hôm gà là nở 5 trứng rồi, còn 5 trứng nè, 5 trứng cuối cùng nè. 5 trứng cuối cùng, mấy trứng kia là anh cho con bé kia sáng là hết 4 con rồi đó. Anh cho rồi, Thảo Vina ơi. Chào bé luôn. Ship cho em 10 con, cái này chắc không ship được đâu Trương ơi. Mọi người thích mà ủng hộ bé dịch đi mọi người. Ủng hộ bé dịch bằng cách chia sẻ với bấm tay đi, follow mình đi mọi người. Vậy thiệt. Vậy nhảy thì khá, anh tặng em một con. Ok, cảm ơn Kiệt nha. Mọi người follow bạn nào tặng hoa giúp mình đi. Follow top 1 kìa, mình follow mình tặng hoa chéo á mọi người. Vũ Gâu cảm ơn. Đó. Cảm ơn Vũ Gâu đã tặng cho bé dịch một con. Đó. Cảm ơn Vũ Gâu, cảm ơn Đạt nha. Đó, mấy bạn tặng hoa kìa. Follow mấy bạn tặng hoa giúp mình đi mọi người. Mà trả qua trả lại, cảm ơn Vũ Gâu. Ủa sao mà hai ba Vũ Gấu, Vũ Gấu mà. Vũ Gấu. Mình đọc lộn Vũ Gâu đó. Ví dụ như bạn nào muốn tăng tương tác thì mình có thể thả gương đây nè mọi người, thấy mọi người bóc như gì nè, có bóc thêm được nữa không, bóc nữa được không nè, nó khô gan luôn nè mọi người, nó khô rang luôn á, tội nghiệp luôn á trời. Cảm ơn mấy bạn tặng bông mình nha, mấy bạn đừng có ghi từ follow, nó bây giờ là TikTok nó không có cho kéo follow nha. Cho nên là chúng ta đừng, nó nói là mình kéo follow ảo, nó không cho á mọi người, mình thấy mấy người ta nói đó. Cho nên mình chỉ kêu mình nói ừ follow cho mình với nhau, mình đừng có ghi chữ chữ ấy, mình chỉ ghi nó thôi. Mình tương đừng có ghi chữ tương tác, chữ follow chữ tương tác này. Mình ở Cần Thơ nha bạn ơi, đó. Mọi người tự, ví dụ như bạn nào mà lên một bông đó, thì mấy bạn kia follow chéo qua lại, ai follow mình thì mình trả lại cho người ta, ví dụ như vậy đó. Nên mọi người ơi, chết rồi, cái này là phải nhanh tay lên, không thôi là bé nó chịu hết nổi nè mọi người, này nè thấy không, nó khô rang luôn rồi đó. Ô là chèn kìa 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 kìa, đây nè mọi người ơi, cảm ơn mấy bạn đã tặng bông nha. Mọi người chia sẻ cho bé dịch mình đi mọi người, ai thích bé, ai thích bé dịch thì chia sẻ cho bé dịch đi mọi người ơi, chứ bây giờ mình hơi bị rung tay rồi đó. Nhanh nhanh ra đi, bé dịch này nó hồi sáng giờ nó gõ mõ lâu lắm luôn mà nó ra không nổi luôn á. Cảm ơn các bạn đã tặng bông cho bé dịch nha.
mấy bạn bạn nào mà lên bông á thì mấy bạn follow mấy bạn đó giùm đi, rồi mấy bạn đó sẽ trả follow cho mấy bạn. À, phòng này là uy tín mà, toàn là nick thật không đó. À, mình muốn tăng follow thì mình hiện lên tivi nhiều. Hỗ trợ anh đang hỗ trợ nhanh không được em, hỗ nhanh quá là bóc sai lầm đó, sai một ly là đi một bé dịch, cho nên mình sợ nó đau á. Kìa, nó ra được cái cánh này nè, còn tới ba bé để đang cả chờ mình nữa đó, ba bé đang chờ mình luôn á mọi người. Mọi người follow mình đi mọi người, để theo dõi tình hình mấy bé dịch mọi người ơi. Hôm nay mình mới huấn luyện được một bé dịch nha, cảm ơn mấy bạn tặng bông nha. Đó, ai tặng bông thì mấy bạn cứ bị việc follow chéo nhau đi, mình chơi automatic đi, tự động đi mọi người. Automatic tự động nha. Tự động mình tự động mình tương tác với nhau đi. Bạn nào lên bông thì mấy bạn sẽ thấy hiện lên nè. Đã... Đây nè mọi người, bây giờ là để cho nó tự ra hay là mình hỗ trợ luôn mọi người? Cho nó tự ra là hỗ trợ luôn nè mọi người thấy không? Nó khô rang luôn rồi nè. Anh nên làm giải tặng cá đi anh hả? Từ từ nha em. Đó. Mấy bạn đừng có ghi từ mấy bạn đừng có spam từ follow. Đây là hộp vịt lộn hết nha các cậu. Đúng rồi, đây là hộp vịt lộn đó, rồi mình áp ra chứ hộp vịt lạc mình đâu có biết hộp nào có trống hay hộp nào có trống hay không có trống đâu, cho nên mình đâu có áp được đâu. Cảm ơn mấy bạn tặng hoa nha, cảm ơn mấy bạn tặng hoa. Bạn nào tặng hoa thì mình follow chéo với nhau ha. Còn mấy bạn kia đừng giúp bé, ok phụ đi nè, lâu lắm mới ra. Đúng rồi, mình phải phụ ha. Cảm ơn bạn đã gợi ý nha, cảm ơn bạn. Cảm ơn mấy bạn tặng bông cho bé dịch luôn nè, nó thấy không, mình tự tặng bông là mình cái mình tương tác chéo với nhau là được rồi. Nếu mà ví dụ bạn nào muốn muốn mình lên tương tác nhanh đó, thì có thể thả gương, mà mình không biết sao mà cái phòng mình phải thả từ 200 gương nó, từ 200 xu nó mới cho nữa. Đó, đây nè, ra 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 đi con, nó phải để cho nó ra. Theo các bạn thì khoảng bao lâu bé dịch này ra nè, cố lên. Giờ này là không được tác động nữa nha các bạn nè, các bạn thấy nước ối không, nó có nước ối rồi mình không được đụng nha. Có cái nước này rồi mà mình đụng là nó phá vỡ cái quy luật rồi đó, không tính nó ra nó có cái này là mình không được đụng nữa nè. Mình chỉ giúp được tới đây thôi mọi người, chỉ giúp được tới đây thôi. Rồi cố lên nè, không được giúp nữa nha, giúp nữa là nó bị tổn thương á. Để mình lấy đồ mình để lên cho nó ra, cho nó để mọi người xem nè. Đó, giờ này là không thể tác động động được nữa rồi, cái nước này nè trời ơi nó dơ cái tay mình luôn mọi người nè. Đó, này là ta không được tác động nữa. Tác động nữa là sai quy luật á, nó tự ra, để cho nó tự ra nha mọi người ha, để cho nó tự ra nha. Đó, để cho nó tự ra nha mọi người. Mọi người nghe sắp rồi, cố lên. Thấy mọi người là bao nhiêu lâu nữa nó ra nè, là bao lâu nữa nó ra nè, bao lâu nữa nè mọi người, bao nhiêu lâu nữa nó ra nè, cố lên mọi người dự đoán giùm mình này. Bao nhiêu lâu nó ra? Ngọc Lợi Dư thành người top 3 ơi. Mấy bạn follow mấy bạn trên top giùm mình ha. Follow mấy bạn ở trên top giùm mình đi. Ai ai thích dịch thì cho mình vào follow đi nè. Với lại một bao gì cũng được. Hơn 1 phút hả? Bây giờ mình dự đoán đi, theo mình là 1k follow là bé dịch này ra đó. 1k follow là bé dịch nghe, 1k follow là bé dịch này ra luôn. Đó, cố lên dịch ơi. Là mình đang sửa ánh đèn ở đây nè. Đó, học có cái gì rồi sáng giờ mình cúng nó. Bây giờ nó yếu quá, yếu rồi. Tới đây là mình không được tác động nó nữa. Có nên tới đây là mình không được tác động nó nữa. Cảm ơn mọi người chia sẻ sắp rồi, đúng rồi. Theo mình nghĩ là một ca view rồi nó ra hết. Nuôi đó kia, mấy bạn kia cứ rủ mình PK hoài mà mình đâu có PK. PK lại nó kêu chip chip đó trời, đâu có ấy đâu. Đó, 10 phút ra hả, chút xíu là ra. À, ra nhanh đi còn dễ cứu mấy bé khác nữa con. Rồi bạn ơi, rồi nghe, hồi chiều mấy thằng bé nó lại á, hồi chiều mấy thằng bé nó lại rồi nha. À, đó nuôi bao lâu vậy hả? Cái này là up á hả? Nói mấy bạn follow mấy bạn tặng hoa giúp mình nha. Follow mấy bạn tặng hoa giúp mình nha. Đó mình đang để cho bé nó ra. Bóc nó ra cho mình đâu còn giường nào nữa đâu.
Không lẽ bây giờ mình bóc thêm cái lớp vỏ này mọi người, bóc thêm cái lớp này nữa ha, hỗ trợ thêm miếng này nữa đi, hỗ trợ nhiệt tình luôn nè. Nó 1k follow mới ra mấy anh chị ơi, có bé cúc kia tới 14k nó mới chịu ra đây nè đó. À, hỗ trợ tới giờ này thì còn gì nữa, một cái video đâu quay đi mọi người, quay màn hình nha, để một video rồi quay đi lại, quay đi quay lại. Ôi là trời, ông nào nói để một video rồi quay đi quay lại đâu nè, coi nè ông nghĩ sao mà ông nói tôi để một video quay đi quay lại nè, nó tôi bẻ qua bẻ lại cho ông xem nè, tôi dở lên nè, nếu mà một video mà giật có dở lên được vậy không ông ơi, là ông nói tôi có một video quay đi quay lại kìa các bạn, nó có một video mà quay đi quay lại mà dở tới dở ra lưu gì được không đó. Chào 1k bạn đang xem nha, rồi sắp rồi, cố lên, một tiếng nữa nó ra. Trần Thị Quỳnh Như mua trứng gì hả, mình mua trứng lộn bạn ơi, cố lên con ơi. Cảm ơn nha, follow mấy bạn mà tặng hoa giúp mình nha mọi người, tương tác với bạn. Bé Cúc Idol nó gần, nó ở ngoài kia kìa mà mọi người ơi, bé Cúc Idol chuẩn bị làm, chuẩn bị đẻ rồi đó mọi người. À, khoảng 45 ngày là đẻ đó, 100 tiếng nữa. Nhớ follow mấy bạn mà top 1, top 2 với lại tặng bông giúp mình nha mọi người. Tại vì mấy bạn nó tương tác. Video là gì, là video hả? Là video hả? Nè nè nè, nó ơi, nó ra rồi. Ô kìa, nó còn dưới một miếng. Ngứa tay quá mà không dám đụng vô. Cố lên. Nó Happy birthday. Nếu mà mình đụng là cái phần ruột nó sẽ bị dướng nè. Ui ui. Mượn cái vỏ trứng này tôi đụng, tôi không dám đụng cái gì nè đó, thấy không mọi người, nó cái trứng vịt này nè nó ra muộn, cái cổ nó muốn quẹo quẹo luôn nè, giờ mình phải đưa xuống đây mình ấp úm liền nè, lẹ 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 nó đó. U là trời đói không, mới nở ra nó hay bị gì lắm đó đó. Cố lên con ơi, nó lạnh kìa, nó phải đợi nó ngay cái đèn này đó mọi người, lợi hại chưa. Ý con bé, cảm ơn bé vịt con nha, bé bé kia lại úm cho bạn liền kìa mọi người, úm cho bạn liền, nó lại nó ghẻ đó mọi người, quá trời nó bị nó bị sát lâu rồi mọi người ơi, nói không nó ra không được, nó muốn bị tặc luôn rồi, tội nghiệp quá à, thấy cưng tội nghiệp quá à. Nó còn bị dưới cái miếng mạng đấy nè mọi người, đây nè đây nè, trời đây nè, nó phải cứu nó, mấy con vịt nó mới nở ra này nó hay bị gì đó, cái con này á một ngày nó mới khỏe. Ok đúng rồi, nó cái chất nhờn nhờn nó giống như là cái dịch chứ, cái dịch nhờn mà nó giúp cho con vịt nó ướt này nè, nó tỉnh tỉnh rồi nè. Thôi, nằm xích xích cái đèn đi con, nằm xích đèn đi tỉnh rồi, con này chắc sợ nó có tật luôn rồi mọi người ơi, cái chân nó kìa, nó là do nó ra trời. Mình mua hộp vịt lộn nha bạn, hộp vịt lộn nha, hộp vịt lộn mình áp cho nó khỏe mỏ á. Mấy trứng này anh mua ngoài tiệm mà người ta bán hộp vịt lộn hay trứng cút lộn em nè, còn cái trứng này nó bị sát, nó khô gan nữa nè, hỗ trợ trứng này luôn đi mọi người ơi, hỗ trợ luôn nha đó, tại vì nó khẽ mỏ từ hồi sáng tới giờ, nó cứ trong đây nó kêu chíp chíp hoài à. Đúng rồi, nhưng mà không sao, sống rồi đó, như vậy là sống rồi đó, nó mà ra được như nó ướt nhẹp vậy là sống rồi đó. Kìa bé này tỉnh rồi, ôi ôi cu te phô mai que luôn. Nó hơn 1k bạn rồi đó, thì ai có muốn tương tác thì mình cứ thả gương rồi để cho mấy bạn follow nha. Rồi. Bạn nào có gửi cho bé vịt một bông hoa thì gửi nha. Follow mấy cái bạn mà tặng hoa giúp mình nha. Quên đó, mấy bạn để mấy bạn nào tặng hoa để mình follow lại luôn nè. Đó. Lắc quá hả? Hay là tại vì mà mình lắc á, là do lắc và chắc lại cho mình á, là do cái tay mình đụng vô cái kia mình bấm follow mấy bạn tặng hoa á. Cảm ơn mèo nè, tại vì mấy bạn nào mà tặng hoa cái mình thọt tay cho mình bấm cái màn hình á, cái mình follow lại cái nó bị lắc, tội quá. À, mình nuôi nó mà mình giải cứu nó, cảm ơn Đạt nè, follow Đạt nè, nó mình nuôi nó mà mình giải cứu nó, mà mình giải cứu, cảm ơn Quỳnh Trang nè, follow Quỳnh Trang nữa. Không em không bạn, nó bị sát nè, bạn nhìn nè, nó sát trong trong đây nè nè mọi người thấy không, nó sát nó khô gì nè đó, nó khô gan luôn, nó khô gan luôn đó nè, tại vì có mấy lần mình giải cứu thành công rồi cho nên mình biết. Bạn ơi ấp nó xong nguy hiểm có bị tật không bạn ơi, như con này là không có tật nè, mà thậm chí mà nó còn nghe lời nữa, để mình kiểm tra coi con này có thể bóc không nha mọi người, bằng cách là mình nhúng nước vô cái bao nè, nếu mà nó không có chỉ máu nghĩa là mình bóc được nha. Rồi con này bóc không được rồi mọi người ơi, nè nó còn chỉ máu nè mọi người, nó chưa có khô quá cho nên thôi mình để đây cho nó khô đó,
Giờ xem video mới của em đi mọi người ha. Nói sát rồi anh, đúng rồi, cho nên mình đôi khi mình cũng phải ấy nữa. Chừng nào làm clip hướng dẫn nuôi tụi nó anh. Trời, ngày nào mình bạn lên đấy là mình có ấy đó. Lấy nước ấm là lấy nước ấm tách nó ra. Ok bạn ha, mà bây giờ mình không có nói nước ấm luôn á trời, vì đây bữa sau mình chuẩn bị nước ấm mới được. Cảm ơn mấy bạn đã tặng hoa nha, cảm ơn Dương nè, Dương Nguyễn nè. Nhiễu vài giọt nước vô cho nó không bị dính lông hả? À rồi ok. Nè nè, mình có nhiễu rồi nè. Nè con này mình theo mình nghĩ là nó bị cái con như thế này thì nó có bị khô không mọi người? Nè. Có bị khô không mọi người? Như vậy là có bị khô không? Em xem cuốn thế. Tội quá anh ơi. Mình mà không cứu nó, mình mà không mua nó về chắc bây giờ nó nằm ở trong cái bao tử của người ta đó mọi người. Dịch lộn mà. Mình mua nó về mình nuôi dưỡng nó. Hồi sáng có tặng cho mấy em nhỏ mà cũng có xem livestream như mấy bạn mà mấy em đó ở gần á. Cái mấy em nó qua xin về nuôi làm bét. Mấy em nó coi clip mình huấn luyện. Đó, mình chỉ cho mấy bạn huấn luyện, mắc cười lắm nha, đặt tên rồi huấn luyện. Thường á hả? Ví dụ mình mua ở ngoài về mình ấp tầm chục ngày nha. Trứng vịt chục ngày, trứng cút thì 6 7 ngày. Nếu bạn thấy nó thở không nhịp nhịp nè nè nó nó. Nó thở nhịp nhịp đó. Bóc được mà, không sao mà. Bóc được phải không mọi người? Nhà anh ở Cần Thơ nha em. Mấy bên béo đâu anh là sao không hiểu. Cảm ơn mấy bạn mới tặng bông nha. Chào Kim Chi nha. Bóc ha, rồi ok ha. Rồi nè. Bóc từ từ kìa kìa, nó muốn đổi ra kìa mọi người. Tại cái trứng này nó bị khô lâu quá rồi. Tội nghiệp nó luôn á. Nè. Ủa nó khô rồi các bạn ơi, mấy cái đường chỉ này nó không thành vấn đề nữa rồi. Nè, các bạn bóc mà thấy vịt nhờn của nó còn cái gì nè, là chứng tỏ là con vịt này cũng chưa chưa có thành vấn đề nha, chưa có ảnh hưởng gì mấy nè. Còn cơ hội để cứu nè. Cảm ơn bạn nào tặng bông nha. Follow mấy bạn mà tặng bông giúp mình nha mọi người. Rồi mấy bạn tặng bông tương tác lại với mấy bạn à, trả follow lại nha. Đây nè đó. Bây giờ là TikTok á, nó không có cho kêu gọi follow mọi người. Cho nên là mình phải tuân thủ quy luật cộng đồng đó nha. Đây. Ôi ôi. Có nên không mọi người? Mình thấy là chắc con này chắc mình để nó từ từ đi. Để cho nó từ từ ra được rồi đó. Giờ này không được đụng cái này này nó đó, để cho nó tự ra nha. Đó, con này nó hơi ướt rồi. Cho nên là để cho nó tự ra thì mọi người mình để ngay đèn cho nó khô ha. Đó. Cho nó ra, cho nó tự ra nó ấm luôn. Cố lên. Ở nó nghe đèn nè nó. Mình ấy đèn cà ná mọi người, chúng mới nở nên quá nên mở rồi. Không, bạn đừng có mở, bạn để cho nó khi nào mà nó khô quá lâu rồi, ví dụ như nó khẽ mỏ mà khoảng một bữa mà nó không ra thì mình hạ tác động, mình kiểm tra xem cái trứng nó có bị khô không. Nếu mà nó không có bị khô thì nó tự ra được rồi nha. Mình cũng đang ấp mà không biết ấp. Bạn để nhiệt độ vừa vừa thôi. Nha, ấm ấm là được rồi. Tại vì anh ấp nè đèn cà na nè em, ấp bằng đèn cà na nè nó bây giờ là bé nó đang ra đó, trứng vịt thì nó ra như vậy đó mọi người, mình đừng có tác động nó, giống như nó để cho cái dây rốn của con vịt nè, cái dây rốn của con vịt nó tự đứt ra, chứ mà mình tác động vô nha là con vịt nó bị vấn đề đó, nó đang nở mà. Hello nha, hello thị đốm nha, anh ấp bằng đèn cà na nha mọi người, mua về khi nào mới biết bóc vỏ. Trường hợp bóc vỏ là ít lắm, ít có trường hợp bóc vỏ đó, tại vì có mấy cái trứng này nó bị sát nè, là do quá trình mình mua á, là người ta nó đã sát sẵn rồi mà mình không biết, mình đi mua hộp vịt lộn con lớn đó mọi người, cái dẫn đến là cái trường hợp này nè. Bởi vì rút kinh nghiệm, mấy bạn mua đừng có mua hộp vịt lộn con lớn nha, mua hộp vịt lộn con nhỏ thôi, mua con lớn nó bị sát hết trơn. Trứng cút thì mình mua trứng cút lộn gì mình ấp khoảng 6 ngày là nở nha bạn, trứng cút thì mình ấp tầm 6 ngày là nở nha. Trứng cút là ấp tầm 6 ngày nữa nè, ở đây có bé này chuẩn bị khô lông rồi nè, nè bé này nè, bé u nó mạnh thấy ghê luôn nè mọi người. Đó. Mình mua mấy trứng này hả là có mấy lúa à, nó có mấy trứng nó mạnh hết trơn này, thích quá, nuôi nó dễ lắm, nó quấn chủ dữ lắm luôn nha mọi người. Mấy bạn xem người ta làm clip về vịt không, là do người ta nuôi từ nhỏ vậy nè,
nó nghe tiếng mình biết nó quen luôn á. Mấy bạn tin không? Mấy bạn không tin mấy bạn lên cái follow mình đi, lên cái clip mình coi kìa, cỡ 30 có nồi hả. Đó, từ từ nghe chú ấp bằng con cúc đi là sao, có ấp cúc rồi em ấp không nữa là sao, là có chừng nhiệt độ của em cao quá đó, cho nó mình cho ăn, nó ăn cám các bạn, mình cho nó ăn thức ăn dành cho gà cho chim đồ đó. Chú ấp bằng con cúc đi, mấy bạn có thể vô trang cá chăn mình đó, mấy 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 bạn xem mình huấn luyện con vịt nha, huấn luyện con vịt dễ thương lắm. Giờ này hơn 1k mấy người nè mọi người, lên một bông để chúng ta lên, mấy bạn nào lên bông để follow đi mọi người, chứ bây giờ cũng không dám kêu nữa. À, bé nó ăn cơm được em, mình tập cơm cho nó ăn càng tốt luôn, cơm mà mềm mềm á nghe nó ăn dữ lắm luôn á đó. Đó mấy bạn nào lên bông á để follow chéo nhau cũng được nha mọi người, cảm ơn Quỳnh Trang nha. Ừ, như là bạn mình follow bạn Quỳnh Trang này rồi đó, nè nó chuẩn bị ra nè, ra đi con, giờ không dám đụng, bây giờ đụng là nó sợ hư dây rốn. Chú ơi nhiệt độ bao nhiêu á, nhiệt độ mình tầm là 36 37 rồi nha các bạn ha, tại nhiệt độ đó là bằng nhiệt độ cơ thể của con vịt với lại người ta đó, đa số là tầm đó à, chứ đừng có nóng quá nha, thà mình mà mình mát mát một xíu chứ nóng quá nó sát á. Quay cút đi anh hả, cút ở ngoài kia em ơi, cút nó gần đẻ rồi nghe. Cơm chiên hả chú, không mình cho nó ăn cơm cơm thường mình thôi à, cảm ơn bạn Lâm IV nha. Ấp trứng chim được không chú, quan trọng là trứng chim nó có trống hay không thôi à, nếu mà nó có trống thì mình ấp bình thường đâu có gì đâu, hồi đó mình còn ấp được trứng của con chim bìm bịp nữa mà. Đúng rồi, hai con vịt này nó mới nở đàn, không không hai con vịt này nó tự nở luôn á, hai con vịt này nó tự nở nên cho nên nó mạnh như đạn vậy đó. Còn cái thằng này là nó bị khô nè, cho nên hỗ trợ nè, để mình đem nó qua qua đây nè con, qua đèn nằm nè, cho nên mình hỗ trợ nó ra nè, nó mới hỗ trợ nó ra đó, nó còn yếu. Không sao đâu, mình thử đi, không ví dụ như đi em mà lỡ ấp nó không thành công thì cũng như là em giải cứu nó rồi, giống như là cái số nó thôi, chứ bây giờ em còn hơn là em để nó ngoài tiệm bị người ta mua về người ta nhậu. Cảm ơn bạn tao xinh nhất nha, đúng là bạn tặng bạn đúng là bạn xinh nhất luôn đó, cảm ơn bạn đã tặng bông hoa nha, đã quên nó follow bạn rồi, cái tên bạn đã mất tiêu rồi, hết hết đường follow luôn. Đây là bạn top 1 nè, follow bạn top 1 giùm mình nha mọi người, tao xinh nhất thế giới 2. Cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn đã bắn một cái mũi tên đó. Ăn rau được không hả, nếu mà hình như là rau muống ăn được nha, rau muống mà sắc nhỏ ăn được, cảm ơn bạn nét luôn nha. Đó đó mọi người có thể là thấy gương để mình tương tác với nhau cũng được rồi, cảm ơn bạn dễ thương nha, đúng là bạn comment thật là dễ thương, cảm ơn bạn đã chúc mình cũng chúc mình chúc bạn như là bạn chúc mình nha. YouTube mình sợ cái con này nó bị tật quá các bạn ơi, tại vì nó bị sát nè, nó bây giờ mình thấy nó yếu yếu mà sao á, còn con bé kia nó đang dưỡng sức các bạn, nuôi nuôi khó không anh, không đâu bạn, nó dễ lắm, mình cho nó ăn cám gà con đó nha, chứ đừng cho nó ăn cám nhuyễn nha, đôi khi cám nhuyễn không có được. Cảm ơn bạn nét luôn nha, cảm ơn follow mấy bạn tặng hoa giúp mình đi bạn ơi, bịt con mình cho nó ăn cám gà con hay là thức ăn dành cho chim á. Em ấp hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu gì, em có đem nhúng nước không, em ấp khoảng 2 3 bữa em đem thấm nước lần rồi để coi nó có nhúng nhích không, nếu mà cái nào nhúng nhích á, nếu mà cái nào nhúng nhích là cái đó có trống, còn cái nào mà là cái đó có con chắc chắn nở nha, còn nó không nhúng nhích là thua luôn, nó không nhúng nhích là thua luôn á. Cho em xem cút đi, cảm ơn bạn nét luôn nha, follow bạn nét luôn giúp mình đi mọi người. Cút anh đợi ở ngoài kia rồi em ơi, hiện tại là anh đang xem đang theo dõi bé này nè, để có gì hỗ trợ nữa nè, đang theo dõi bé Cúc này để gì hỗ trợ nè, bé vịt này nè, Cúc anh đã ngoài kia, cảm ơn nét luôn nha. Đó mấy người tặng anh lót bằng sơ dừa nha em, làm sao nó nở hay vậy. À mình ấp bạn ơi, mình ấp bằng gì nè, mình ấp khoảng 5 7 bữa là nó ra à, mình mua hộp vịt lộn về nha. Cúc hả em, Cúc anh có bán, nhưng mà anh bạn nào mở gần qua anh mới bán được chứ anh không có ship được, hỗ trợ bé kia không được em, hồi nãy hỗ trợ nó bị gớm máu rồi đó, không được nha. Hồi sáng có tặng cho bé kia hình như là 4 5 con gì đó mọi người, tặng cho bé kia 4 5 con, bé kia nó kêu bằng bé chứ thực sự là gần 20 tuổi rồi, cho nên là anh ơi kính sơ dừa ở đâu vậy, anh này là sơ dừa là của anh trồng rau sạch đó,
cái anh mua mà tiệm rẻ, ở tiệm mà người ta bán phân bón dành cho rau á đó. Cho mình sáng mình có tặng cho Bảo Nemo nè đó, sáng có tặng cho Bảo Nemo 4-5 con luôn á mọi người, mình chừa một con đó mình huấn luyện. Ngày mai anh có like nha mọi người, về quên, ngày mai anh có like nha nha bạn kia ơi, nó lộn, ở đây có anh chị em người ta lớn hơn nữa. Anh lót bằng giấy á, giấy ấm hay giấy cho ấm mà theo mình đó thì lót bằng sơ dừa hay là bằng chấu á, nó giữ nhiệt tốt. Cảm ơn Dương Nguyễn nha, cúc nở cho mình cho ăn cám gà con nha. Cảm ơn Dương Nguyễn đã dành những bông hoa tươi đẹp, những bông hoa tươi thắm cho mấy bé vịt đó. Nức nó khẽ mỏ là khoảng bao lâu nó chui ra, ví dụ như con vịt mạnh nè, nó khẽ mỏ là nó trong vòng 1 ngày là nó ra, còn con nào mà khoảng 1-2 ngày mà nó không ra được nghĩa là nó bị sát rồi đó. Mà nó bị sát là chúng ta phải cứu. Like tặng cá đi anh hả? Hiện tại anh hết cá rồi. Cảm ơn nhỏ cute nha, ấp trứng khủng long. Em ship cho anh trứng khủng long đi. Anh sẽ ấp cho, nghĩ sao mà thời đại này mà kêu tôi ấp khủng long. Có cần soi trứng không? Quay cúc đi chú. Cúc nó ở ngoài kia rồi. Cúc nó biết gáy rồi mọi người. Gom hay. Đúng rồi, gom khô cũng hay luôn á bạn. Gom được nha, ngày xưa mình nuôi gà mình cũng để gom không à. Nhưng mà nó dễ bị mấy con mạc lắm. Đá cá có kết quả rồi á, bạn follow mình, bạn vô cái trang cá nhân mình xem nha, quay 3 clip luôn. Ơi các bạn, thằng thằng nhỏ đó nó rủ mình thách đấu á, cái nó coi cá đá sao mà nó ngủ gục luôn các bạn. Nó nằm nó ngủ luôn chứ. Nghĩ sao thanh niên rủ mình, rủ người ta đi đá cá sim, đá hay sao đá mấy tiếng đồng hồ đậm ngủ luôn. Hài thiệt chứ. Không có cám thì cho nó ăn gì vậy hả? Mình cho nó ăn cơm nha, nhưng mà cho ăn cơm mềm mềm á để cho nó dễ ăn. Ấp trứng Komodo. Đây nè, bây giờ là trong cái thời gian chờ đợi nè, mình chỉ mình nè, mình cho mấy bạn xem cái bé vít vít của mình luôn nè. Đây nè, mình bé vít vít mình huấn luyện cho nó gọi luôn á. Chip à, chip. Ra đây biểu. Chip chip chip. Nè. Chip à. Đó. Rồi nè. Rồi nè, rồi. Chip, đi đây. Để heo. Rồi đứng lại. Chip 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 chip. Chip mà đi nè, nó quấn chủ, mỗi người thắm cho mình một con bé đi mọi người. Đó. Chip 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 chip. Thấy không? Đó, nó đi theo dính đuôi vậy đó. Dính luôn. Thôi giờ đi vô nhà nè. Đó, đi không? Mới thấy cưng không mọi người? Đó, rồi giờ đi, đi vô đây livestream luôn nha, chịu không? Chịu vô đây livestream không? Đi à, quấn cái bật không được la làng nè. Chip 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 chip. Đó. Đó. Chứ mà chơi một con đi, ví dụ như mấy bạn qua nhà mình đi mình tặng luôn á, thiệt hồi sáng mình tặng cho bé kia tới 5 bé lần nè. Nè mình thả ở đây nè, thôi tôi đi vô nhà rồi bỏ chip à. Chip đi vô vô nhà con đó, đó gửi lại thấy không, nó chip này nó mạnh này nè, nó ngồi ngồi xuống chỗ live stream nè, rồi ngồi im đây coi, đây đây nè, chip bước lên chip à, rồi đứng im đó đi, rồi đứng im đó, không giống nhích, nghiêm nghiêm kề kề lại bỏ bổ đó ba anh nha, có trứng nhỏ rồi và cái trứng này sắp ra nè mọi người, sao em không coi được là dạ. Bây giờ trời chút xíu nữa là bấm lộn vô tắt luôn rồi, là sao không hiểu em, sao em không coi được là sao không hiểu quá. Nên là trứng này sắp ra luôn nè, thôi giờ vô đây chơi với mấy em nha. Đó, lấy quần áo cũ được, được lấy quần áo cũ được nha, miễn sao mà mình giữ ấm cho nó tốt là được rồi. Thường thường ngày xưa mình cũng ấp cái trứng cút bằng quần áo cũ á. Rồi mọi người lại chơi đi, tự nhiên bay chi vụ sớm dạ, ở lại đợi bé này nó ra đi nè. Quên nữa, có nên giúp bé này không nè, bé này cũng lâu lắm rồi nè mọi người. Mọi người đi nhớ để lại cái một follow giùm nha, mọi người đi nhớ để lại follow trứng. Trứng có con nó, trứng có con nhỏ là ấp khoảng một khoảng 10 ngày nha. Trứng có con nhỏ khoảng 10 ngày. Giúp đi ok nha, mình sẽ bóc trước tiên là mình kiểm tra coi nó có thực sự là bị khô không. Nếu nó bị khô thì mình mới dám bóc. Chứ nếu mà nó còn nguyên là không dám bóc đâu á. Tại còn nguyên là mình bóc nó sẽ tổn thương nha. Là hoặc cái thứ hai là nó chưa tới thời gian nữa. Không có cám mình cho anh cho ăn gì được anh con cúc à, cảm ơn bạn tặng quà nha, ví dụ không có cám thì mình cho nó ăn cơm được mà, bữa hổm là mình hết cám mình cho nó ăn cơm luôn á,
Ví dụ như cơm á, thì mình cho nó khô xíu nha, biết sao không? Tại vì cơm mà thằng này quỷ nó vô nó mở bóng đèn ta, tao cứu mày nghe mày, kề kề nó kiếm chuyện kìa. Nó bự nhất trong đó nó vô nó kiếm chuyện kìa. Cô bé này cảm ơn Moon nha. Con này là con vịt đúng rồi. Anh mua sâu ở đâu hả? Anh mua sâu ở mấy cái tiệm người ta bán chim mấy em. Chim kiển nè. Rồi ôi cái con này nè. Ở cái con vịt này. Thấy mỗi bóng đèn ngoài kìa. Kìa kìa nó rảnh kìa. Đại ca. Nó là đại ca của mấy con này đó. Hello Thiện, Thiện 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 gà nha. Bắt mấy con lôi nhôi để riêng đi. Coi nó nhoi trong mặt em bé kia lại chỗ đèn ấm á. Đúng kìa kìa kìa, nó lại đèn, nó giành đèn á thiệt. Mấy con này nó lại đèn nằm mà nó khôn ghê không đó. Cảm ơn mấy bạn đã follow mình nha, mấy bạn có thể là lên bông để tương tác chéo với nhau nha mọi người. Sao anh không trả lời em hỏi cái gì vậy? Dễ thương quá chú ơi, cảm ơn nha bạn nha. Em có nuôi 2 con vịt mà nhỏ nhỏ giùm ấm con kia lại đi. Bây giờ mình nè, mình mà bắt thằng đầu cọ này nó vô đây nó dí người ta nè. Thôi đi ra ngoài đi bạn, ra ngoài chơi đi để tao ta giải cứu mấy đứa em của mày. Đưa nó vô nó quậy nó khịa người ta, ẩm con kia lại đèn soi cho nó ấm. À là con này đó ha em. Ok em, kìa kìa nó ra kìa mọi người, nó ra rồi kìa, ra rồi ta chưa, ta chưa ra chưa. Thôi để cho nó từ từ đi, mình không dám tác động đâu, bắt nó ra đi nó dí nó phá nè. Ui là chàng của thằng này, mình bắt nó ra một hồi là nó bẹt phẹt 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 đầy nhà mình luôn. Thật sự nó phẹt phẹt đầy nhà luôn á. Cái thằng vịt này nó phẹt chứ lắm luôn nè, nó quậy nè mấy bạn coi nè. Ê vịt vậy quên, nó tên là chip 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 đây nè. Chép chép nó lì kìa, nó lì kìa, kêu nó lại đây nó lì kìa, nó coi em chép nó lì kìa. Em đợi từ chiều giờ em đợi ở đâu? Ủa em đợi vụ gì? Ủa anh quay chơi hay bán? À mấy cái này là anh đâu có bán mấy mấy con này đâu. Bạn nào lại nhà mà mình, nếu ví dụ như bạn nào mà lại nhà sớm sớm thì mình tặng à. À chứ không có bán nha. Cái này mình like để mình mua gì, mình like để mình chia sẻ là những cái khoảnh khắc mà mấy bé dịch nó mình giải cứu đó mọi người, cho nó vui á. Giúp đỡ nó ra nè. Bị sát đúng rồi đó. Ok bạn, các bạn gì nó bị sát chứng đúng rồi đó. Ông Sáu vui tính quá anh BCT. Ok em nha. Em có nuôi 2 con vịt mà không biết dùng cám to hay cám nhỏ để cho nó ăn được. Em trước tiên ví dụ như nó còn nhỏ thì mình cho nó ăn cám nhỏ nha em, còn nó lớn thì mình cho nó ăn cám lớn nha. Dễ thương quá. Ok bạn ha, cảm ơn bạn nha. Dễ thương ha, bạn nào thấy dễ thương thì mình tặng cho bé một bông làm kỷ niệm nè. À, tặng cho chủ nó để cho chủ nó mua thức ăn cho nó thì có. Bạn nào có muốn 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 lại nhà BCT mình ở Cần Thơ nè, bạn nào ở cùng quê đó có muốn qua gọi luôn này. Con này nó chết rồi, con này nó khô nặng luôn rồi mọi người, nó khô dữ lắm, khô luôn rồi nè. Cái gì vậy Mai kêu? Em muốn nuôi hả? Em muốn nuôi thì nuôi, đâu có gì đâu à. Ai có 1-2 bông hoa hay 1-2 xu dư gì đó tặng cho mình nha, tặng cho mấy bé dịch nghe, để mấy bé dịch mua thức ăn. Đây nè đó. Rồi ai có muốn bắt thì ngày mai qua bắt nha, mai qua tặng cho 1 con nè. Cái thằng này là không được bắt nha, cái thằng này là có làm dấu trên đầu nghe. Thằng này là mình tự tay giải cứu nó nè, nó đi theo mình từ đó tới giờ luôn đó. Đây nè, nhảy ra con, trời ơi cái thằng này nè, cái thằng này là không được xin nghe, không được xin thằng đầu cọ này đâu, chỉ được xin mấy bạn này để tặng mấy bạn này thôi à. Cúc nở hết rồi, đúng rồi em. Cúc cúc đợt này nó hư nhiều quá nè. Con này nó ra nè mọi người, kìa kìa nó ra mà nó nằm dưới đèn nè, nó kêu chip chip này nè nè, con này nó ra nè. Nó tại mình để ngay đèn nó ấm này ha. Nó ra nó khô đầu rồi đó. Còn con này nè, con này là con này nó đứt khó, con này thật sự là nó sát nặng luôn đó mọi người ơi ha. Con này cái này là mình chỉ hỗ trợ chút xíu nó cho nó tự ra nha mọi người nha, cho nó tự ra nha, nhìn mà ngứa tay luôn á. Em ở Long Sơn sao lấy. Dễ thương quá. Rồi theo mọi người là bao lâu là cái bé này ra nè, chuẩn bị ra nè mọi người ơi, đếm thời gian đi. Một, y ba con số 8 đẹp quá. Bao nhiêu một con? Cái này anh tặng nha Lộc, anh tặng cho mấy bạn nào đi lại nhà mà ví dụ như có lại nhà chơi hay là mua cá thì đó, anh tặng nha. Đó bây giờ là mà nếu ngại thì có bao nhiêu bông hoa thì gửi lên đi nha, ai có bông hoa đưa lên mình tương tác chéo với nhau nha mọi người. Này bao lâu thì tới 8 phút dữ vậy,
con này mà dở về 8 phút nó gần ra nè. Nó chai Đắk Lắk, ok, follow chai Đắk Lắk nè. Nó bạn nào giờ trong Facebook chờ đợi nè, bạn nào lên một bông luôn. Bạn nào follow chéo thì mình tặng bông nha. Để BCT follow chéo mở to nữa hả? Mình sợ nó nè, mở to nữa là nó dính vô cái lông. Bây giờ cái lông nó phủ rồi đó. Cút con mới nở thì mình cho ăn cám gà con nha bạn. Coi nè, coi nè, coi nè, coi nè, coi nó nè, nè nè, nó đổ một cái đi ha, có đổ một cái là mình tới công chuyện với tao luôn nha, nghe 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 nó, các bạn thấy nó xô cho đổ không, đổ một cái là mày tới công chuyện với tao nghe, dít nghe nghe chép. Ủa cái bạn này cái tên gì mà sao mà mình dám đọc được, cảm ơn bạn mới tặng hoa nha, cái tên cái cục gì đó mình không đọc được luôn, cái thằng đó nó phá thì ghê luôn các bạn, thằng chip chip nó phá quá. Em nuôi 100 con bị lạc. Mua đèn đó ở đâu vậy? Mình mua ở tiệm điện rồi nói bán cho một cái bóng đèn cà na ha. Bán một cái bóng đèn cà na, bé ngủ ở đâu hả? Mình cho nó ngủ ngoài chứ. Cảm ơn Văn An nha, follow Văn An nè, đó. Rồi phân Văn An mình follow rồi, An Bến Tre mình follow rồi nào ta. Cảm ơn An nha. Xém đó là mình nó tới công chuyện với mình luôn, nó nghĩ sao mà cái chai nước suối gần hết mà nó định xô bỏ. Mày nghe mày, nghe dít. Kìa. Nó lại đèn cho ấm ha mà. Cảm ơn An nha. Ôi An tặng bông quá trời luôn nè. Cảm ơn An nha. An có rảnh ghé Cần Thơ mình tặng một con nha. Nói chung là mình up là để bạn nào mà có nhu cầu là mình tặng hết. Mình chỉ chừa lại một cái thằng đầu cọ của mình thôi à. Đây nè, dít à. Mình chỉ chừa cái thằng này được nè. Tại vì mình sẽ nuôi nó, mình sẽ cho nó làm bạn đồng hành của mình. Ha. Mình sẽ nuôi nó, mình cho nó làm bạn đồng hành của mình đó. Nó dễ thương lắm mọi người nè, mình cho mọi người xem cái này nè, cho mọi người xem cái clip này nè. Để những bạn nào chưa follow á thì có thể thấy được cái clip này nè. Tại sao mà mình chọn nó, tại nó ngoan. Nó ngoan lắm mọi người ơi. Chú ơi con một Đây nè, đợi mình xíu nha, đây nè. Đây. Chú ơi con một Đây nè, mọi người follow giúp bé đi mọi người. Đây nè, cho mọi người xem này nha. Nè mọi người xem nè. Đó. Đó, nó khôn không? Bởi vì sao mình bỏ được? Đó, mình dính cái gì trên mặt cái là nó ghẻ xuống liền đó. Đó. Ghẻ cái nữa coi. Đó. Nó gặp mặt mình dính cái gì nữa nó ghẻ xuống à. Làm biến kìa. Đó. Đó. Bắt đầu nè, ảnh ngồi trên vai mình ngủ luôn nè. Đó, thấy gì chưa? Đó tại sao cưng ảnh. Đó ở dưới không chịu ngủ đâu, phải lên mình mà lên vai gần mặt mới ngủ nha. Nè coi nó nhõng nhẽo này nha, các bạn coi nó nhõng nhẽo nè, nè 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 nhõng nhẽo nè, đó bắt đầu đi lại đây mới chịu ngủ nè, nó vừa nó ngủ ập cổ luôn á, kề vai bắp cổ mới ngủ được đó, thấy nha, không cảm giác nó. Bởi vậy tại sao mà không có được sinh bé này nghe nó. Bà Đó, nhờ có chút kìa xíu à, nhờ có chút xíu lấy một miếng gì dính trên cái mặt à mà ngủ gục luôn. Đó. Quá xa tặng đã luôn. Đó. Ngoan lắm à. Thấy chưa? Tại sao mà mình không 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 dám không tặng nó là vấn đề đó. Còn nữa nè, cho coi nữa. Nè. Cái này là mình đăng ở bên cái kênh này nè mọi người. Nè, mình cho mọi người xem là cách mà mình chọn nè, ngày đầu mình tập nó. Nè ngày đầu nè, đó đây là cái lúc mà nó mới nở nè, mình huấn luyện nó nè. Đó, ngày đầu mình mới huấn luyện nó nè. Đó, trong một đống con luôn mà chỉ có mình nên nói là chọn mình nè. Bây giờ thường thì người ta nói á, con này là chuẩn mấy bị cái nữa. đó, Nè. ở trung bày thì nó không có quán chủ và mình sẽ bắt một con mà đặt Là tên mình cho mình 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 phải nó. chọn, mà ở đâu mà mình chọn nó chạy như cái máy điện vậy đó, cho nên mình phải bắt nó lại, mình huấn luyện nó, mình đặt tên nó. Là mình đặt tên nó nè. Mọi người thấy bé chip dễ thương cho bé chip không? Tôi là chip chip nha. Tôi là chip chip nhớ chưa? Bây giờ mỗi lần kêu chip chip là phải chạy theo nghe chưa? Nè. Ở đi cái đây đi 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 đi. Mình tên là chip chip nha, gọi là chip 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 chip. À đây nè. Đi theo nè. Chip 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 chip. À đây nè, chip 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 chip. Đây nè, đây nè, không kêu không kêu. Chip 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 chip. Rồi chạy nè. Chip 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 chip. Đó. Rồi đúng rồi. Đó. Đó đó là lý do tại sao mà mình không nè ảnh nè nó thấy cưng không đó, lý do tại sao mà mình không có tặng bé này đó.
Còn cái clip mình dạy nó bơi nữa, mấy bạn qua có thể là follow qua bên kênh Ngân á, các bạn xem ha, kênh Phương Ngân giùm mình. Sao em không gặp đá cá? Đâu có em, đá cá là mình quay là bị nó ấy đó, là bị nó lỗi cộng đồng á, cho nên anh chỉ quay mấy cái clip mà gọi là những biểu cảm của mấy bạn kia thôi à. Em ấp trứng tắc kè với thằng Lằn được không? Ai biết đâu à, mình muốn ấp được thì mình ấp thôi à. Nè nè, nó chuẩn bị ra mọi người ơi, khoảng bao lâu nữa đố mọi người, là bao lâu nữa nó ra nè. Nhung Ly, cảm ơn các bạn nghe. Trời ơi, Chip à, mấy anh mấy chị tặng bông cho Chip nãy giờ được nhiêu rồi ta? Có anh chị em nào tặng bông cho Chip không? Wow, nãy giờ anh chị em cũng tặng bông cho Chip nhiều lắm rồi đó nghe. Chip à, kìa, Chip. Nè, mọi người nhìn này nghe. Nè, bây giờ này nghe. Nè, nó đang chơi chơi gì nè. Nó đang chơi chơi chứ mình kêu là cái này nó lợi liền á. Đây nè, đây nè, đây nè. Đó, nó quấn theo mình đó. Nó quấn theo mình để giải cứu mấy bé kia. 2 phút. Gút thăm trúng cá con mã số 400. À, gút nhau có con cá mã số... đúng rồi, nó lên cherry ơi. Anh kêu em comment nhắn tin qua mà em không chịu follow anh, sao anh nhắn tin cho em được? Anh follow nó để là không thể nhắn tin do người kia thôi chưa follow bạn. Cục nó, công kia cái tên gì kỳ cục, nên ấp con nào vậy anh? Em muốn ấp con nào là em ấp à? Lần đầu được ghép mèo cú đấm sấm sét. Nói cho bạn nào mà lên bông là mình follow à, mình sẵn sàng follow nhiều bạn mà, đợi có gì mình chia sẻ được nhiều người. Các bạn để ý đi, lợi thế của mình follow người khác là gì nè. Ví dụ à, mình follow bạn này follow lại mình, cái mình có clip gì đó mình chia sẻ được. Nhỡ như mà bạn không có follow ai rồi bạn muốn chia sẻ cái video của bạn thì bạn đâu biết chia sẻ cho ai đâu, tại đâu bạn đâu có follow người ta đâu mà người ta follow cho các bạn. Cho nên là bây giờ ai lên một bông hoa là lại follow chéo với nhau luôn. Kênh anh tên gì hả? BCT Beta nha. Kênh YouTube cũng vậy luôn. Kênh YouTube của mình cũng là kênh BCT Beta luôn. Tại mình làm chuyên về Beta mà. Cái kênh mình cũng gần được nút bạc luôn rồi đó. Mà dạo này nó bị lớp tương tác của kênh YouTube quá à. Cái mình bỏ nè. Là kênh này nè. Nè, kênh YouTube của mình nè. Bị lớp tương tác dữ lắm luôn các bạn ơi. Lớp tương tác là mình phải xóa hết mấy video cũ luôn á. Phan Phan để follow các bạn là Nguyễn Đức gì rồi luôn rồi. Nguyễn Đức rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Đức Toàn nha. Nó follow Nguyễn Đức Toàn luôn nè. Nghe tiếng kêu mà thấy cute ha. Nó quậy dữ lắm hả mấy bạn ơi, nó quậy dữ lắm. Nó quậy vô cùng tổ quắc tơi luôn á. Em follow rồi nhưng em không có xu hết. Đâu có sao đâu em. Mình xem mình chia sẻ là được rồi. Nó quậy nè. Nghe mình kêu nó nè, nghe mình kêu nó quay lại đây nè. Các bạn có tin là nó hiểu không? Chíp 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 ở đây bé bài chép chíp 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 không. Nó hỏi u là trời, người ta đang chơi con vịt nha em. Mình đặt tên nó từ đầu, từ đó sau là mình phải kêu ngay cái tên nó nghe, đừng kêu tên khác nha, để cho nó nhận diện đó là kêu nó. Mở vỏ ra hả? Mình sợ là mở mở nè, dính dính long ấp bao lâu mới được hả? Dính long nó đáng yêu quá. Follow chéo nhau đi mọi người nha. Lên, anh không trả lời em gì hết. Ông Mai Keo này ông hỏi tôi hoài luôn á, thông minh ghê á. Nó biết giúp chủ rồi đó. Linh Cherry kết bạn với anh đi Linh Cherry ơi, để ngày mai anh ship hàng cho em nha. Anh không bình luận cho em được, mở mà không được, không mở được. Cảm ơn lão đại nha. Rồi lão này lão đại hình như là lão đại hay like lắm nè, tôi lên tôi xem like lão đại hoài luôn á. Em có nuôi 3 con gà nó chơi với em không ạ? À? Con gà nó cũng quấn chủ luôn á. Ấp khoảng bao lâu thì được vậy anh? Đối với trứng vịt này ha thì mình ấp khoảng hơn 10 bữa, tại vì mình mua trứng lộn mình đâu có biết trứng lộn nó như thế nào đâu. Gán cho bé này ra để nó hoàn thành mở cái phần trên luôn đi anh. Là mở cái này hả bạn? Thì kệ nó đang nhồi ra nè. Nè. Mở này nha. Nó không được. Nó bị chảy gì đó. Nè. Chưa, không mở được. Để cho nó tự ra dính lông rồi đó. Nó các bạn đừng có xuống. Ông ai keo mày nữa, ông comment cái gì không ông kêu mình trả lời, mình biết được để trả lời. Mấy bạn nào chờ quên follow thì follow mình nghe mấy bạn. Em đặt 30 con cút được không anh hả? Em ở đâu nè Khánh nè, em ở đâu để anh mua trứng cút gì anh ấy cho em. Nói chung là anh ấp giùm thôi chứ anh không có bán. Em nghĩ coi, mua 30 trứng cút mà ấp nở được có mười mấy trứng à, mà bán 1 trứng có 2.000 à, là tính là lỗ tiền xăng luôn.
lỗ tiền xăng luôn Khánh ơi. Gì gì lộn lỗ tiền điện, lộn lỗ lỗ tiền xăng, tiền điện lỗ tiền điện. Bài lâu quá, bài anh lâu quá, từ từ em ở lại chút xíu đi. Phần trên dính lông ở phần nào đâu ta, phần này dính nè. Bây giờ mình bóc vỏ trắng nha, anh gỡ nó ra, nó nói anh đừng gỡ nó ra, bạn kia nó kêu đừng gỡ nó ra là nó bị rụi. Kênh anh là huấn luyện viên dịch kìa. Mình chỉ tập cho mấy bé dịch này thôi à, cho nó vui các bạn. Đèn cà na, đúng rồi bạn ơi, đèn cà na nha. Sao lâu ra vậy anh cũng không biết nữa, tại vì nó yếu các bạn. Nó yếu cho nên mình mới phải hỗ trợ nó như thế này nè. Nó khô rang luôn rồi nè. Kìa bé kia nó ra nè. Đó bé kia nó ra nằm đây cục rồi nè. Đó, nó vỡ nước ối nó ra nằm rồi đó, nó nằm ngay đèn cho nó ấm đi. Không được mình không đụng nó vô được, đụng cái nó dính tay mình đó, gớm. Để vịt tự ra bạn ơi, đó thấy không, để tự ra thì nó sẽ tốt hơn, nó khỏe hơn. Úp ngược lại không được. Ôi đừng có xúi, úp ngược là không được nha. Úp ngược là không có được nha mọi người. Anh chỉ cách ấp trứng cút thì nó cũng tương tự như ấp cái này luôn nè. Là không có khác luôn á. Chắc nghĩ dám ăn hộp vịt lộn. Đúng rồi, mình chỉ ăn hộp vịt lạc không à, chứ không ăn vịt lộn. Tại vì hộp vịt lộn là mình mua hộp vịt lộn gì mình ấp nè. Nó mấy bạn kia là không được ấy. Cảm ơn mấy bạn đã follow nha. Thì nói chung là nó nở hơi lâu á mọi người. Hãy nhô mim nha. Cá ông Sáu đẹp lắm anh. Ủa có qua bên cá ông Sáu mua rồi hả ta? Nhìn bé vịt quậy ghê. Đúng rồi, thằng này nó quậy ghê, nó đi vòng vòng kìa. Cái thằng dít này chớ mày đi vòng vòng rồi đi. Mấy bạn nào quên follow mình thì follow liền đi nha. Đó, còn mấy bạn nào đổi tên thành BCT dịch. Thôi, mình là chuyên về beta phóng sinh dịch cho mấy thằng cu hút đi. À, mấy con dịch này là hồi sáng có tặng cho bạn kia rồi đó, có tặng cho bạn kia những 4-5 con luôn á. Mình chỉ chừa là một bé à, cố coi 10 phút nữa. Cố lên, vịt ốm yếu quá. Thôi thôi, đừng có xúi tôi. Nè. Cái gì? 950 thả gương hi hi. Là sao 950 thả gương là sao nè, nói lại coi. Mấy bạn ơi chia sẻ cho lên 950 lượt view đi để bạn này thả gương kìa mọi người, để chúng ta nhặt gương kìa. Bạn nào mới nói đó. Để xuống đèn đi. À, cái tay mình đang ngay đèn đó nè. Thấy không? Nãy giờ cái tay mình nó nóng cũng muốn xỉu luôn á. Mình cảm nhận được cái hơi nóng của cái đèn đó mà. SOS dịch. Cái dịch kiểu số nè. Nó nè, em follow kênh anh là em sẽ thấy anh up thường xuyên, anh sẽ chỉ luôn cách up nha. Đó, cá đâu anh hả? Cá ở ngoài rồi. Cảm ơn Minh Bến Tre đã chia sẻ nha. Đó, cảm ơn mấy bạn đã mới follow rồi, tất những bạn đã follow rồi nghe. Sắp ra rồi. Ơi chà, nó đụng cái tay mình này nè. Đó, chào, xin chào dịch con. Ơi, tặng cho dịch con một bông hoa nè. Tặng dân đậu cọ nè, bông hoa đây nè, đậu cọ này nó quậy vô cùng, tao quắc tơi luôn nè. Nhìn dịch ngọt nữa. Cảm ơn Trung Kim nha, follow Trung Kim, phan phan để follow Trung Kim cái. Ủa đâu rồi, mất tiêu rồi Trung Kim đâu rồi. Đây, follow Trung Kim cái nè, đó. Ôi, Trung Kim tới 2k mấy người xem luôn, 2k mấy follow luôn, trời dữ. Lâu quá thiệt, lâu thiệt. Cởi để chờ là hạnh phúc mọi người. Bữa hổm cái trứng kia kìa, cái trứng cút kia kìa, các bạn biết bao lâu mới ra không? Các bạn biết bao lâu mới ra? Ê, 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 ê. Ủa mày gan với lại quýt, mày lại mổ điện mày. Ủa nó lại nó mổ điện các bạn ơi, thằng quýt này. Lỡ mày chip chip này. Mày ha, mày liều mạng mà nghe. Lên đây. Lên chip 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 chip. Đó. Đây nè các bạn, có thằng chip chip nè. Đó, kêu nó lên, nó nhảy lên, nó ghẻ cả ghẻ bụng mình kìa. Chip chip nè, đó. Chip chip à. Mày mổ cái gì vậy? Mày lì quá vậy nhột mày. Nó kìa. Nó kìa nó. Nó giống như là đứa con nít quậy vậy nè nè. Nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè. Đó, thấy không? Chỗ tao livestream mà nó nhảy lên mình vậy đó. Đây nè, chip 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 chip. Thấy chưa?
sắm cho mình một con chip chip đi mọi người, con này đang hỗ trợ con này mà con kia nó quậy hoài. Thị trang ghép rồi đó, vừa ra mắt ướp sệt thôi, ai làm thế nhìn đẹp nhỉ. Mọi người sắm cho mình một bé bé đi nha, nhớ lên mọi người lên nè, mọi người lên cái clip của bé dịch, mọi người chia sẻ cho bé dịch đi mọi người, lên cái trong cái hồ sơ của mình đó, chia sẻ cho bé dịch đi, hỗ trợ bé dịch, chia sẻ cho bé dịch đi mọi người, mua trứng lộn nha nè. Mặt bố dính cái gì kìa nè, lên cái clip này chia sẻ cho bé clip lên xu hướng đi mọi người đó. Cái nữa là dịch à, đây nè, đúng rồi, mạnh lắm, bạn cái nữa là gớt rồi, còn cái nữa nhanh lên làm bị gà gõ lên clip chia sẻ cho bé dịch đi mọi người. Thử lại cái nữa nè, thử lại một bé nữa nó, đúng rồi, trời ơi chip là chip khôn quá, nhờ được rồi nghe, ngủ gục luôn nó, nằm ngủ luôn, làm như là buồn ngủ từ ngày sắp ra rồi. Kênh gì vậy? Thì kênh này là kênh em đang xem nè, là kênh BCT nè. Ai vô xem nhớ comment điểm danh là đã xem giùm mình nè. Cảm ơn Kim Kami đây đó, chuẩn bị ra mọi người ơi, cổ lên. Cảm ơn Kami đây nha, follow Kami đây nè, mình follow rất là nhiều. Kami đây cũng nhiều luôn rồi, cũng được gần livestream được rồi, Kami đây follow cũng đông nè, cứu nó đi nè, nó chuẩn bị ra nè, nó ra lần lần rồi đó. Đã không xem ha, tại sao lại không xem? Cảm ơn Sang Hoàng nha, follow Sang Hoàng, ý nó ra trên tay mình luôn rồi mọi người ơi, đúng là đỡ đẻ luôn nè, đúng là đỡ đẻ luôn đây nè. Rồi không được, nước ối nó vỡ lên tay, không được, ai chà chà, đợi nó xuống đây lẹ lên, đỡ đẻ thì bao nhiêu hỗ trợ bao nhiêu là đủ rồi. Trời u là chèn cái tay dơ sầy luôn à, tí phải rửa xà bông. Cảm ơn Sang nha, follow Sang rồi á, cầm miệng nó lôi ra không được, để cho nó tự chui ra đi. Trời ơi u la chen, cái tay ướt nhẹp rồi, hy sinh gì nghe thật. Anh đọc comment nhắn tin của anh là biết em xem rồi còn gì hả. Mấy bạn lên xem bé dít dít rồi, chia sẻ cái clip đó giùm bé dít dít cho bé dít lên xu hướng đi, mình like được rồi. Ok hay thiệt, ấp trứng không lộn được không? Ấp trứng không lộn thì nó rủi ro cao lắm, tại vì mình không biết cái trứng đó nó có trống hay là không có trống nữa, cho nên nó hơi có rủi ro một xíu à. Nè cái bé dịch nè, nãy tỉnh rồi nè mọi người, bé dịch hồi nãy mà mình đợi cho nó tự nở tỉnh rồi nè. Nhà em có hai con. Anh đi rửa tay, đi qua clip tay tiếp. Ok để đi rửa tay mới được, đi rửa tay mà thằng chích chích nó cũng đi theo nữa, thằng chích chích nó cũng đi theo nữa. Chép đó, mấy chị tặng bông cho chip đi, mấy anh mấy chị tặng bông cho chip đi nè, đâu chip nè, diễn viên chính trong cái series bé chip dễ thương nè. Mình sẽ nuôi cho tới lúc nó lớn luôn mà mình không biết nó là đực hay cái. Ồ quên nữa mọi người, quên nữa, cho mình hỏi coi con này là con trống hay con mái vậy, dịch trống hay dịch mái vậy, có ai biết không, ai biết con này trống hay mái không, hay là khoảng một tháng nữa mới biết được. Mày là con, mày là trái hay bông vậy? Con này là trái hay bông mọi người? Nó đè kìa, không sao đâu, không sao đâu, nó tự bò ra kìa, nó ghẻ nhau rồi mọi người, nó hỗ trợ cho nhau á. BCT có nghĩa là bốn chữ tờ, là tên mình là bốn chữ tờ đó. Trống hả? Ủa sao nhận biết được con này là trống vậy? Ôi sao là mái nữa kìa, tôi yêu gia đình Miu. Nó mổ nhau kìa, nó không có mổ đâu, nó ghẻ nhau, dịch này nó hay ghẻ vậy đó. Ê con sao mày đừng ghẻ em mày, con đực cái anh. Ủa sao mình biết nó con đực vậy mọi người? Nè nha, phân biệt chỗ nào mà nó biết con đực à? Cái thằng bích nó vô đây một cái nè, bạn nhìn nó vô rồi nó phá đảo nè, nó phá đảo mấy đứa nít nè. Ê nó hơn tao mới có hai bữa mà làm như là nó hơn 2 tuổi vậy. Cái mỏ đen á hả? Máy mà kìa, khác nhau cái mỏ. Ủa kìa nó ra đó mọi người, nè nó tự ra nè, thấy không? Nó tự ra, thấy nó rất là dễ luôn nè, đó. Ôi mày đi ra đi, thằng chip này nó vô đè anh ta. Em nhà em nuôi tới 40 con luôn hả, dữ dội vậy hả? Con đực nó to hơn em. Là con này là con mái hay con đực? Trống đầu bự hả? Kìa nó kìa, nó đi nó quậy kìa, nó phá đảo, nó nhai ăn, nó gặp cái gì nó cũng ghẻ chứ mọi người, nó gặp cái lông chân mà nó còn ghẻ nữa. Mày đánh em ăn cái gì vậy? Chết
cái lông chân mình nó cũng ghẻ, mọi người tôi tin không? Nhà mình nuôi 16 con hả? Vậy là mình ít nhất trong đây rồi. Ra rồi ảnh ơi, ra rồi kia. Ơi, ra rồi thì nằm đó đi. Giờ chỉ để cho nó khô thôi. Giờ chỉ để cho nó khô thôi. Ra rồi nha. Nó ra rồi kìa anh ơi, ấp bao nhiêu ngày mới nở? Phải nói ra trước nên nó hơi to. Ấp bao nhiêu ngày hả? Cái này là mình mua hộp vịt lộn mới, tùy theo hộp trứng vịt lộn nữa. Mái hả mọi người? Mày là mái hay là trống gì chip chứ bà? Ui trời. Đó, bây giờ là đã xong rồi, giải cứu xong rồi đó bạn ơi. Em nuôi 26 con mà mẹ em bán hết rồi. Ủa, vậy? Trời, nãy giờ cuối cùng cũng đã xong xuôi hết trơn rồi nha. Ít bữa nữa là tới cúc nở nè. Khoảng 2 bữa nữa là tới cúc nở đó mọi người. 2 bữa nữa là cúc nở nha. Rồi bạn nào chưa follow mình thì follow đi nghe. Để mình like, like cúc nở thì mấy bạn lên xem nha. Bây giờ mà follow mình đi mọi người ơi. Giờ này thì nãy giờ mình live stream giờ này cũng... Bây giờ mình sẽ... À. Rồi cảm ơn mấy bạn. À, follow nha. Rồi, cảm ơn follow follow. Mình có làm một cái series huấn luyện bé Cúc á, lộn, huấn luyện bé Chip, bé Dịch á. Follow mình đi nha mọi người. Follow mình để tí xíu mình up rồi. Anh bỏ vào đèn đi anh. Nè, đèn nè em. Anh nuôi em đi. Tào lao, con mèo nuôi cho về ăn hết chuột của người ta, lộn, ăn hết dịch của người ta làm sao? Nó cắm đầu xuống ruộng kìa. Ôi sao bị cắm đầu xuống ruộng vậy? Trên bờ không ở con. Để nó vô đèn nha. Nó bỏ nó vô đèn. Đó. Cái lông nó ướt nhẹp bà mọi người ơi. Chúc chúc mạnh khỏe, buổi tối vui vẻ. Chúc chú rồi cảm ơn bạn nghe. Chúc bạn mạnh khỏe và buổi tối vui vẻ nghe, dễ thương. Bạn tên là Dễ Thương Kim Chi thông báo. Mắt vịt nó có màu đâu đâu đâu. Mắt vịt nó có màu đâu sẫm, có vòng vàng sẫm viền xung quanh lông đen vịt. À, vịt cái chắc không có anh. Đây đây nè, đây nè. Rồi đây giờ xem coi, con này là con vịt đực hay con vịt cái trời. Nè, ai có kinh nghiệm coi. Chip mà im Google chip để cho bố cho người ta xem con coi. Nè, đực hay cái, trái hay bông. Đừng có nói BD nha, trái hay bông. Cái này là bóng hay chai mọi người? Bóng hay chai? Đực đực hả? Đây nè, ngủ luôn rồi kìa. Cái hả? Nói không? Trai. Úi là trời, một người trai, một người gái, đừng có nói là BD nha. Một người trái, một người bông nha. Đọc không follow ấy luôn. Trời ơi, người đực, người cái, người gì 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 là nó rút cục mày là cái gì bích? Quýt à, đem chiến xù dịch mà sao chiến xù được được anh ơi, vậy là được hả? Thôi bây giờ mình các bạn follow mình đi, mình nuôi khoảng 1 tháng nữa là mình biết nó được hay cái à, là nó ra lông thiệt, nó chạy lông, nó ra lông thiệt là mình biết nó à. Bây giờ nó còn đang lông gòn mà, lông giả, lông bông ha. BD hả? Tào lao. BD đồng BD, em nói lộn hả? Thôi bây giờ mình đi ra xem mấy bé cút nha mọi người nè. Rồi em follow rồi nè, cảm ơn bạn. Nào giờ mình đi ra xem mấy bé cút nè. Đây nè chép chép à, mày đi không? Tao bỏ mày luôn bây giờ đó. Ra xem mấy bé cút nha, mấy bé cút chuẩn bị đẻ rồi đó mọi người. Hồi sáng nó gáy mắc cười muốn xỉu luôn nè. Đây nè chép đây. Rồi đi làm sao, đi được không? Kêu kìa 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 kìa. Cảm ơn bạn đã tặng cho bé chip nha. Ai tặng cho bé chip bông hoa đi. Lên là chip. Mày ha, mày không biết bay hết trơn mà tin chip mà mày không bay hết trơn á. Cảm ơn chú em. Chú em ơi, chú em có giữ chip chip không? Đây nè, bữa nay đưa mấy bé cút ra đây nè. U là chèn nó trong nhà nó quậy muốn banh nhà kìa. Nó bự hết trơn em ơi. Ô, ê từ 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 con, từ từ cút à, trời ơi. Nó bư sao mà nó bư thì ghê luôn các bạn ơi kìa. Nó đây nè, nó bư sao mà cái hay đó. Rồi thức ăn đâu nó ăn, để ngồi phải đổ thức ăn xuống cho nó kìa. Nó bư khô gan cái nước đó luôn kìa. Mấy cái thằng này chắc một tí là phải thay nữa rồi đó. Chặn cá em coi trên clip em, anh có đăng clip 3 clip rồi đó. Thế giới động vật
Ê, con chip đó kiếm. Ơi, các bạn tin là con chip thả vô đó là bị mấy cái con cút dí không? Nó con cút nó không có cho con chip vô. Nó ghét con chip lắm luôn á. Con chip mà vô là nó dí con chip luôn á. Trời, bự rồi em. Cái này là hai đàn đó, một đàn trước đàn sau nha. Ai muốn nuôi thì qua nhà mình cho rước vài bé chip về nghe, vài bé vịt về nha. Nó mới gáy à, chắc một hai hôm nữa là nó đẻ đó. Nó gáy te 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 luôn á. Chắc một hai hôm là đẻ. Nó có lì không hả? Thôi thằng chip mày thôi đi. Nó là chờ là chùm lì rồi. Đi vô này chip. Chạy bỏ con chip mọi người ơi. Chạy bỏ con chip đi. Đây nè. Chip. Chip 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 chip. Đó. Thánh kêu đó mọi người. Quay hay mà. Tại vì ban đêm á. Thánh kêu chip chip. Các bạn nhìn này nghe. Các bạn nhìn này nghe. Cái chỗ này mắc cười lắm nha, nhớ theo dõi. Nếu mà bé chip đó mình bắt đầu mình đưa bé chip dặn vượt trước ngay giặt cho các bạn xem nè nha. Chip nè, nhảy lên chip 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 đó. Vượt trước ngay giặt, có lên chip mọi người ơi, ủng hộ tinh thần chip chip vượt trước ngay giặt thấy không nè, vượt trước ngay giặt cái chip qua làm lại cái nữa nè, vô lên nè, chip 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 vô, nhảy lên 1 2 3 chip, nhảy lên nè, chip 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 vượt trước cái giặt con, coi chừng lọt hố nha. Vô nó vô lọt vô vô chip 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 đây nè, cố lên bố đây nè, bố lên đây nè chip ơi, cố lên chip ơi, chip ơi cố lên chip, cố lên đây nè bố, đây nè chip, đây nè, nó mệt rồi kìa. Chip 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 nè, mệt rồi bạn ơi, mệt rồi chết rồi, giận luôn rồi kìa. Nên lên đây bố đây nè, khôn quá, nó đi vòng bên đây à, nó biết đi vòng rồi. Ủa biết đi vòng hả? Ui là nó biết đi vòng rồi các bạn ơi. Nè chip à, đi qua đây cái nữa con, để lên nè, 1 2 3 1 2 3 điểm nè, 1. Khôn rồi, nó khôn rồi, hết vụ quá được rồi, nó biết đi vòng rồi. Chứ bà phải huấn luyện nó mới được. Bé beta phân mãn cũng có nghe. Đây nè. Beta. Đây nè, ngủ nè, đang ngủ nè, nắng nắng nè. Đây nè. Mệt với bé chip rồi, giỡn với bé chip mà đuối luôn. Nè trên đây là mấy chết phân si. Thấy da gì không mọi người? Mọi người đoán xem da con gì? Đây đó, có ai thích đam mê dòng ghét không? Con quắc á. Nè, các bạn muốn nghe nó kêu không? Mình làm cái nó kêu này nha. Các bạn muốn nghe nó kêu không? Nè. Đó kêu đó. Đó đó. Nghe okay chưa? Nghe okay chưa? Giờ mình muốn muốn nghe nó kêu nữa không? Mình kêu cái nữa nè. Cú bi 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 bi. Đó hay thì cho một bông đi. Hay thì cho một bông đi. Cảm ơn Vũ em nha, Vũ em 68. Quay hầu kính đi anh hả? Ơi. Hôm gài mua cá lóc gì mà quên cho nó ăn. U là trời, bạn này nhắc mới nhớ. Hồi sáu hồi có ma đó. Hồi bữa hổm mình thổi sáo các bạn, cái con rắn con chăn nó lại để nhìn mình đó. Đây nè, cá lóc. Có ai nuôi cá lóc không? Cá lóc mà mình còn nuôi đó. Nuôi cá lóc không? Ok lô tiếng nha. Nè. Em không biết nạp. Anh còn bảo cá anh còn không em ơi, cá lóc đồng mà nó bữa hổm đem về nhảy ở ngoài. Nó su cà na hết trơn rồi.
Thế này nó dễ thương ha. Chip đâu rồi anh? Kìa chip kìa. Nó mà sao mà nó mà sao? Ê, chip ăn gì con? Ăn gì vậy? Ê, chip ăn con gì vậy? Đây nè. Chip 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 chip. Kìa, đây nè chip. Thằng chip này. Đây nè. Đây nè, đây con gì bò kìa chip. Quất nó chip. Ừ. Ý lắc lắc. Rồi rồi, cứ chip chứ không lại con này rồi. Quất nó chip. Đây nè con. Chip. Nè. Nó kìa chip. Đây nè, mày chạy đây đây nè. Chip. Lẻ lên. Chip quất nó con. Quất nó, quất nó. Đó kìa. Còn không được cái con đó nó tiếc. Ơi, cái con sâu chiếu nó tiếc ra cái con gì á mà con chip đó không dám đụng luôn rồi kìa. Nè chip, đây nè, để lụm lại cho con chip nha. Chip 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 nè. Chip chip chip, quấn nó đi chip. Nè chip. Chơi mà bỏ follow thất vọng. Ai bỏ follow vậy? 25k follow luôn rồi kìa. Rít rít, không phải con sâu con cuốn chiếu á các bạn ơi. Beta bò sữa không có em ơi. Không có beta bò sữa. Anh chỉ có mỗi ma bồ à. Đây nè. Có ma bồ nha. Cho coi ma bồ luôn. Chỉ có ma bồ thôi chứ không có bò sữa. Đâu rồi, đây nè. Ma bồ nè. Đó. Này nghe, tại giờ này có một mình đó. Dạ. Để bên xíu nè mình thả con này vô cho. Hai con nó gặp mặt nhau, nó chào nhau coi. Đó. Con này em biết. Ủa em, cảm ơn ủa em đã tặng một cục tập tạ đây em nó. Có con ma bồ nè, đó. Có thằng chip nó follow chéo nào mọi người. Cảm ơn ủa em đã tặng quả tạ nha nó. Các bạn thấy con Dumbo này cái tay nó khủng khiếp không? Cảm ơn Nhật Trân Trần nha. Nhật hết sức lâu không thấy Nhật, không thấy Nhật chơi rút cá nữa Nhật. Có cách nào giúp cá tăng kích thước không? Bằng cách mình cho nó ăn nhiều em. Mình cho nó ăn thường xuyên đúng chế độ. Cho nó ăn lượng nhiều. Nha, lúa lúa bao nhiêu anh hả? Con này hả? Con Dumbo này chừng 40 lúa. Còn con ma bồ là 50 lúa. Hết xu rồi anh ơi, Ngọc Thu kha kha. Thôi bây giờ mình thả bé này luôn. Trả nó về nha. Nè, cho mọi người xem cá của BCTF nó đông gì nè. Nó đông kẹo kẹo luôn nè, thấy không? Rất là đông luôn nha. Đó. Con cá beta rẻ nhất shop là 5 xu. 5 xu, ôi dạ. Quên đi, hồi là quên để ý con chip chứ là nó bẹp dí luôn á. Ở đây là có get fancy nữa nè mọi người. Đó, mọi người thích màu đỏ nha. Nếu mà mình thích màu đỏ á thì liên hệ với BCT. Đó, đỏ mà đỏ đậm luôn á. Đỏ kinh điển luôn hả mọi người. Anh có bán beta nè. Beta là anh có bán em, anh bán trên kênh YouTube á, kênh Ngăn Beta ngày hôm nay anh có đăng bán luôn á. Đó. Đây nè, cho mấy bạn xem cái kênh Ngăn Beta đang bán kênh, nếu bạn nào chưa có đăng ký kênh YouTube đó thì mình có thể qua mình đăng ký ủng hộ kênh Ngăn nha. Đây nè, cứ gõ vô Ngăn Beta. Kênh này của mình cũng được gần 17 18 người đăng ký rồi nè mọi người. Đó, thấy không? 4 con mà chỉ có 120 xu à. Đó. Kênh Ngăn nha mọi người. Là mình bán ở trên đây không đó. Nghe cái giọng của BCT đó đúng không? Đó. Nè, tiếp theo là mấy con này nè. Đó. Và cuối cùng có mấy con nè. Mấy ghét đẹp đẹp không nè mọi người. Nè, đó, thấy không? Đó, xì ta quyết không phải không? Thấy chưa? Thằng ngồi cái bên này bị không? Đó, là kênh nha, kênh Ngăn nha. Đó. Dành cho bạn nào chưa biết muốn mua cá beta thì cứ qua đây. Những con whip như vậy nè mà có 200 lúa à. Đây nè, nó trong bầy này nè. Ui là trời, đỏ kìa. Con nào 5 xu hả? 5 xu thì nó cỡ con 5 xu đâu ta. Trong đây cũng có con 5 xu nữa nè. 5 xu thì nó không có được đẹp em ơi. Đó, đỏ ghê ha. Đúng rồi em, tên Ngăn nha. Đây nè. Quá trời đỏ luôn. Con 5 xu là con màu trắng giống gì nè. Đó 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 đó. Chào cậu Út nha. Mình ơi, mình cũng thích Út nữa nè. Con nào 10 xu không á? Có luôn em. Rồi vậy nghe mọi người, hôm nay mình like tới đây thôi nha. Mình hơi đuối, bữa nay mình mệt trong người. Mình cố gắng mình like, mình giải cứu mấy bé dịch đó. Mình nói like nửa tiếng mà bây giờ like tới 1 tiếng mấy luôn rồi.
Thôi mình chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.